Dự định là đầu tư đất ở Suối Hiệp, sẽ ở Diên Khánh, với tài chính 700 đến 800 triệu, thì theo anh Hùng, anh có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Ok em, thì với cái em đang có tầm tài chính 700 triệu thì theo anh thì em đầu tư vào khu vực nào cũng được. Nhưng mà nếu như em đang quan tâm vào cái thị trường của xã Suối Hiệp của huyện Diên Khánh này thì anh sẽ chia sẻ cho em một vài cái lợi điểm cũng như là vài những cái yếu tố tiềm năng của cái khu vực xã Suối Hiệp này. Thứ nhất, ở Suối Hiệp, ở trong tất cả những xã mà thuộc thị trấn Diên Khánh đó, thì Suối Hiệp là một trong những cái xã mà có yếu tố về công nghiệp là nhiều nhất. Bởi vì nếu như em có tìm hiểu thì dọc dọc cái quốc lộ 1A của xã Suối Hiệp này là nơi tập trung rất nhiều những cái nhà máy lớn, đúng không ạ? Những công ty lớn, ví dụ như nhà nước, nhà máy nước Tân Lộc Lipovitan, công ty bia Sanrio, đặc biệt là công ty Yến Xà Khánh Hòa. Đây là một trong những nơi mà có lượng công nhân về đây sinh sống, làm việc, thì dẫn tới cái yếu tố về thuê phòng trọ cũng như là những cái yếu tố về mua đất mua nhà để mà xây dựng ở gần những cái công nghiệp này thì rất là nhiều nha. Đó là đầu tiên, là nơi tập trung rất nhiều những cái công ty xí nghiệp lớn. Cái yếu tố thứ hai, vì tương lai Suối Hiệp trở thành một phường của Diên Khánh, đúng không ạ? Vì thì khi mà Diên Khánh lên thị xã thì những cái xã đã được quy hoạch trở thành phường, ở trong đó có xã Suối Hiệp, thì cái yếu tố về thay đổi về đơn vị hành chính thì cũng là một trong những cái yếu tố thay đổi về cái giá của cái bất động sản đó. Ví dụ như hiện tại là cái giá đất ở nông thôn mà chuyển sang thành đất ở đô thị thì cái giá trị nội tại của khu vực đó sẽ tăng từ 2 cho tới 3 lần. Cái lý do thứ ba thì Suối Hiệp từ cái vị trí này kết nối về trung tâm của thành phố Nha Trang cũng rất là gần nha. Tầm từ 10 cho tới 15 phút di chuyển theo trục quốc lộ 1A, và chúng ta sẽ kết nối về con đường đại lộ Cao Quét hay là đại lộ Võ Nguyên Giáp trong vòng bán kính từ 3 cho tới 5 km thôi. Cái lý do thứ tư, tương lai khi mà cái bến xe phía Nam, đúng không ạ? Bến xe phía Nam di chuyển về khu vực Diên Toàn, thì cái khu vực xã Diên Toàn này rất là gần với cái xã Suối Hiệp này của mình. Thì khi mà bến xe phía Nam dời về cái khu vực đó thì rất rất nhiều những cái dịch vụ kèm theo sẽ đổ xô về đó, thì dẫn tới cái lượng mà công nhân, cái lượng mà những người mà buôn bán, những cái người mà làm trong những cái bến xe này, họ rất là tìm mua thuê những cái khu vực mà gần với cái bến xe phía Nam này. Và tương tự như cái bến Chợ Đầu Mối cũng sẽ dời về cái bến xe phía Nam đó luôn. Cái lý do thứ năm về cái yếu tố về hạ tầng ha, chị ha. Về cái hạ tầng thì như anh em thấy thì xung quanh đây thì về cái hạ tầng của cái xã Suối Hiệp cũng tương đối là nhiều, được đầu tư về rất là nhiều, về những cái con đường nội khu, mà những con đường nội khu, những con đường nông thôn hóa như chị thấy này. Đây là một trong những con đường mà chúng ta đã thấy là con đường được trải nhựa. Xung quanh đây thì đời sống của mọi người dân của xã Suối Hiệp này cũng rất là nhiều, bởi vì cái yếu tố về công nghiệp, cái yếu tố về tiểu thương cũng rất là nhiều, dẫn tới là đời sống của mọi người sống trong xã Suối Hiệp này cũng rất là phát triển, đúng không ạ? Và cái lý do tiếp theo, bởi vì hiện tại á, là về do so những cái khu vực khác thì cái giá của khu vực xã Suối Hiệp này cũng còn tương đối là mềm so với cái nội tại của cái khu vực đó, đúng không ạ? Thì nếu như loanh quanh tầm 700-800 triệu thì em đã có thể sở hữu cho mình một cái lô đất tầm khoảng cỡ 100 m2, đường xe ô tô, thổ cư 100%, thì có rất nhiều sự lựa chọn bởi những cái yếu tố mà theo như anh chia sẻ đó. Thì với tầm tài chính 700-800 triệu thì em có thể là tìm hiểu đầu tư vào khu vực xã Suối Hiệp. Với những cái chia sẻ của anh thì sẽ hy vọng sẽ giúp ích cho em trong việc chọn lựa những cái bất động sản phù hợp với cái nhu cầu của mình. Nếu cần hỗ trợ thêm thông tin gì hãy để lại comment phía bên dưới, và đừng quên ấn follow kênh của anh nha. Cảm ơn em.